cứ đi bố đi cứ chú vậy không ạ, làm đi. Cái lỗ này phải nhà chớ nó phải vâng phải cả phải nhớ không chớ à, ngoài kia cái cam mình vào kìa. Chào một vòng đây là mùa hè nó tắm đông lắm, nước này nó lại xuống. Cái lô hồi nào hồi thì lô cái nhà sâu cái nhà cái này là phải là thì hải thầu cái lô của một con gọi biến nhưng mà cái này là quất lầm. Đây là cuối hả? Dạ. Biển Quất Lâm. Tạo dáng cho đây để chụp đấy ạ. Tạo dáng đấy. Viên đá những con ốc à. Như cái đình ở
phía sông gỗ. Hôm nay là mới ra Tết thì chúng ta là chả có ai tắm, nhưng mà vẫn có nhiều du lịch đến đây để chơi các bạn. Ngón ngu là tố về gì cho mình hẳn chứ. Nó là cái gì phải mình lập viên. Dạ đi mà. Chỗ xả nó đằng trên này này. Về luôn. Đấy vào chơi bây giờ xem vào chỗ cho nào nó có cái đồ đặc sản cho các bà cho nó mua. Đây là một nơi bán hải sản quán. Đây là những con ngao. Bác tài xế không có tranh biển đâu, bác tài xế ạ. Dạ, không có tranh biển đâu. Đây là cá gì? Cô này bao nhiêu một con này chơi? Chơi! Ăn rồi á! Đây là cá gì? Đây là cái tên gọi là cá gì? À, xong. Cái này là cái gì? Cái này là con gì? Nhiều ngao. Một cân như luôn. Một cân như luôn. Cân như... Qua là 100 bạc. Bây giờ nắng thì 4 lạng thôi. Bằng 6 nghìn hả? Cô ạ. Con gì ơi? Cô. 6 lạng 1 con. 600 1 cân. Số lạng là bao nhiêu? 650 1 cân. Hầu đấy ra bán đắt. Đã. Cái này. Con lốc chơi. Ngựa còn xa mà là có đồ đấy. Cái như này này. Đây này, cái chợ kìa, nhìn thấy cái chợ kìa kìa. Chỗ này là nó phải nhiều này, nhưng mà giờ có cái gì đâu. Ai đi biển đâu. Đây là chợ hải sản đây đúng không? Chợ này. Đấy chợ hải sản đây, nhưng mà bây giờ vào đây xem nào. Vào xem đi. Đấy các bạn vào xem đi. Vào đây xem. Đây là chợ hải sản Cát Lâm. Chuông gió. Chuông gió bằng ốc. Đây là cái chuông gió hết. Cái gì? Thế nào? Đấy có mặt khủng tay luôn. Chợ hải sản du lịch Trần Quân Lâm. Bằng tay. Còn các thương đồ và đây là đồ lưu niệm. Còn... Chú ơi, cái bác. Rồi, nó quay đâu kìa, nó kia. Ốc. Ốc tô. Nghe đồ bằng nghe này. Bầm nó nghe lái xe này.
Bây giờ bắt Nghĩa gái mai kia con lái chạy bắt Nghĩa nhá. Đẹp lên. Ba bà sáng nhà con đâu? Kia con bè bè. Bè bè. Ừ. Cá mới tinh luôn. Thấy không? Ngon không? Quá xương. Con này thì chắc là nó nhiều thịt rồi. Chặt cái đuôi ra. Đấy. Cái đuôi bên cái vây. Cái để vây cho nó đẹp, xinh. Để vây ra. Để vây đuôi được ngồi trên đầu. Đuôi nuôi chưa? Cho đá vào quả. Cái này anh cần gì về đá nhỉ? Cho lên xe nó ấm nóng là cái cốt nó bỏng. Đi xe cá. Có thêm cái đá nữa. Cho cần đắt em. Không cần anh ạ, đây không cần. Thế cũng được rồi. Gián viên mà chứ. Về đến nhà tới lại giờ em mở hàng ăn con đi ngay. Ốc. Đầu giờ chiều chứ còn. Anh nhìn mực bây giờ rồi, em mua tròn cái thảo đi mãi rồi. Lái xe bao năm rồi, về đây rồi. Về đây rồi. Đấy, anh nào anh nào một cân đây này. Số 1 nha. Đi ạ. Một đồng nha. Mua số 20.000 thôi. Mấy anh chung. Một cân. Một cân. Cái này còn phải tờ. Hãy một cân đấy. Ôi, thôi cần đi cho mấy đang mày chúc ngay rồi nha. Đó, đi cho mày đánh từ ngoài kia. Dương thôi. Mày lấy à? Mực, mực mà ngáy. Ăn chân cũng là túi á. Em bán lắm. Mới đi chung thôi à. Dạ, dạ, dạ. Mà có thể chung thôi, thì lấy một con mở hàng lên. Dạ, dạ. Rồi, xanh nha. Xe nha, trả bán người thì trả mua nhé. Em lấy 100 nha. Không thể trả đâu, em lấy 1 cân nữa à? Không, không. Đâu, vừa quấy đâu. 20.000 1 cân ngon này, con hơn 100 này. Chứ đây con này là con gì luôn. Đây, anh này đóng một chút à. Rất là điên. Đây, đây có hơn 100 con này nè. Tươi như hoa mẫu mè đây. Chân hoàng. Một phụt thế. Chưa biết là con gì? Mày lấy gì nữa? 80.000 mực khô. Cả thùng xốp. Đá em không tính tiền. Mỗi người có ba chục mấy. 60.000. Không đồng ý em không cắt đâu. Mãi tường.